kìa kìa kìa, thấy gì không? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy gì không? Thấy rồi. Đó, thấy gì không? Đó. Đó, thấy chưa, thấy chưa, đó. Thấy chưa. Ngoài chỉ tiêu luôn. Còn cá trứng nè, để luôn đi. Em chào cả nhà thân thương nha. Chúc cả nhà ngày mới thật là nhiều niềm vui nha. Hôm nay trời đẹp, trong xanh. Chào cả nhà nha. Nó bụng quá ăn miếng bánh mì không rồi cả nhà ơi. Bữa nay chào em tiếp tục ăn lớn nha. Giờ bữa nay có cá kiếm gì về chút nấu cơm ăn nha cả nhà. Giờ nước cũng sắp chảy rồi, chuẩn bị cuốn. Nuốt hết miếng mì này cuốn à. Ừ, nước bắt đầu chảy rồi, hai chồng em bắt đầu. Bữa nay ăn lưới bự, không ăn lưới nhỏ. Ước gì được con thôi ha chồng ha, cũng đủ tô canh chua. Sông nước quê em sang lớn chưa gồng. Đúng rồi, chưa là gồng thì. Theo như anh suy nghĩ là có cá không ạ? Hành xôi lưới bự này nó ít dính hơn cái lưới nhỏ kia. Vậy hả? Tại lúc này nước nó nhiều, dân lưới bự coi hành xôi dính cá bự không? À. Hôm qua mình dân lưới nhỏ mình hơi mình dấn dính con cá bự rồi đó. Đấy. Đó thì dân lưới bự nó dính cá nhỏ. Cá nhỏ bự miễn có dính là được rồi. Đúng không? Ừ. Tại nó không dính luôn. Rồi cuốn lưới này cuốn mỗi tay cũng chết rồi. Ra đây em cuốn cho anh này. Đó. Ê qua đây nè. Đưa đây để em cuốn cho. Thôi ấy ôi. Ê. Phải sao ấy tối ngày ấy khi dễ phụ nữ quá. Ôi dễ ăn lắm ấy ôi. Ấy qua đây đi mình dễ ăn lắm ấy ôi. Trời ơi trời. Cá cá dài không cá 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 lăng hơ. Ai cá này nhiều quá khô ngon lắm bây giờ. Béo. Dân lưới nhỏ dính cá bự, dân lưới bự dính cá nhỏ thiệt. Đi sáu cái phần mà dính con cá bằng ngày chiếc đũa. Đâu? Cá lăng hơi nè. Ồ đã. Giống cá dầu ha. Giống. Cá này ăn nhiều con hồn đã. Thả nó luôn. Đã đó. Hơn ha. Im im. Thôi để đây luôn đừng gỡ nha. Gỡ luôn đi, rồi mất công gì anh tháo lưới nữa. Nhảy nè mà nhảy, chồng để đây đi, không có nhảy. Cá dảnh bự nghe cả nhà. Công chồng tháo lưới nó công nữa, đúng cái không? Cá này nó chua hết sảy nha. Đó, đừng tao canh chua rồi đó. Đó, kêu tháo. Thấy nó dãy gì đó. À, vậy nè, đó ha. Đâu còn nhảy nữa. Trời, cái cây mà em tưởng con cá kệ. Có con là thấy im rồi đó. Im chưa? Im. Chừng hai con nữa thôi là đừng tao canh chua rồi. Để dính cá bự bự không à. Ừ. Rửa ra sạch luôn đi chồng. Ừ, vậy đi. Tại vì sắc cái gì chị nó khỏi mất công về mình sợ mới kéo ngang cái tàu bự vậy nha đừng bao dướng rồi nha khỏi mất công mà về sổ lưới ra đúng không ừ, chị ra đâu anh về lấy cái nồi đựng lưới kia anh lưới này để đựng lưới bự ừ. Nhiều lúc em nghĩ là thông minh vậy thông minh vậy luôn để trước nói rồi đó luôn ừ. Nhiều lúc không biết nghĩ là thông minh gì luôn ừ không nghĩ gì trời ơi trời nay trời trong xanh đẹp quá anh trời ơi trắng trắng rồi con cá nữa con hai con nó đi nhà dòng ngủ ăn chân con là meo mong manh dễ dở lắm à sông quê nước chảy đôi bờ ôi dòng sông nước chảy liêu ghiêu anh thấy em nhỏ xíu anh thương sao mà kỳ vậy ta kỳ vậy ta thêm chừng hai ba con nữa cũng được ta à sao mà vắng que vậy hỏi vậy nó vẫn bự bự không à coi như mình chỉ ước ước nhỏ nhôi thôi cuộc sống nhỏ nhôi thôi bởi em nói anh rồi cái lưới bự nó không có ngon bằng lưới nhỏ đâu chịu đâu mày em thấy ha lưới bự anh từ lúc anh mua ha giờ chưa có đủ thôi ê ê cá mày dinh hên hên quá quá hên thấy im rồi đang nha ấy là để cho nó nằm chung với con cá này đậu phóng xong như vậy cá mày dinh nè cá mày dinh nè cả nhà đó đó đó, đó.
anh cứ vậy không đó, đó anh cứ vậy không bỏ vô đây đi rồi khỏi ăn luôn bây giờ. Ừ con kia luôn, cá này nó bay dữ lắm rồi. Hai con lại được hai cá ba mình nhịn luôn. Lấy mấy này chơi. Cá mà dinh được im thứ này thì ăn cá bự thôi đó, đựng tàu canh chua đó ấy ơi. Gói gói không nha không. Thấy chưa chưa dạ. Em nói anh rồi, em kêu anh đó dăng lưới bự đi, anh cãi em rồi dăng lưới nhỏ rảnh này cả nhà liên tục nha. Được được, được. Gà cũng nhảy à. Gửi hồi gói gói lưới anh á. Con lưới này về lên cũng phải sợ rồi. Có trắng trắng nữa không? Anh thấy gì không? Anh thấy gì không? Gác. Ừ. Gác quá trời luôn kìa. Thôi chỉ tiêu 5 con được rồi. Mình ao ước 3 con có 5 con rồi nói chồng. Em đâu có đòi gì đâu. Ừ. Có đòi hỏi. Hai chồng em không có đòi hỏi cao sang gì chứ. Rồi. Kết 5 con. 5 con cá. Trời kiếm đồ bổi nấu canh chua. Kiếm gì đang nấu canh chua ăn. Mà đang suy nghĩ không biết nên hái bằng nấu canh chua hay là về nấu canh chua cơm mẻ. Anh nghĩ nào ngon anh? Cơm mẻ. Cơm mẻ ngon hơn hả? Mẻ ngon hơn vậy thôi giờ mình đi về. Thôi bây giờ. Bây giờ hai chồng em về cả nhà ơi. À, về nhà có gì nấu canh chua chứ giờ lục bình cũng nấu rồi, rau mát cũng ăn rồi, rau muống cũng rồi, để về em suy nghĩ coi có gì nấu canh chua lạ lạ không cả nhà. Ừ, hai chồng em được buồn dừa nước mà. Kết quả của hai chồng đi giăng lưới được 5 cái cả nhà, 5 con này cũng to cũng đủ ăn đó. Được 3 cái mẹ dinh với 2 cái rảnh. Hai chồng em nấu canh chua cơm mẻ với cái nãy chuối sáp nha cả nhà. Rồi là cả nhà ơi, bà Thái em làm cá sạch rồi nha, là chuối sáp cũng gọt ra sắc ra nha, nấu canh chua nha cả nhà. Bỏ chuối vô trước nha, tại vì chuối nó lâu chín hơn cá đó, cái màu chuối sáp nấu xong cái ngã màu vàng đẹp quá trời luôn á. Đúng rồi, chuối được ha, giờ em bỏ cá vô nha. Đó, sáng nay giăng lưới chút xíu cũng được 5 con ngon á. Y mấy chồng ha. Ừ. Trời, trời bữa nay chỉ mưa đen hết trơn luôn á. Dạ. Quá trời đi thu tụi lụi chứ. Hai chồng em sáng đi giăng lưới thấy cái buồng dừa nước nó trôi lình bình, hai chồng em vớt nè. Không biết ăn được không à. Dính sình quá trời luôn. Được sớm được. Thấy ngon quá. Sợ nó khô quá vậy. Sợ nó khô quá. Cầu cầu vậy nó cứng không biết gì mình ăn cái à. Ừ. Cái đó ha. Trong nạo ra ha. Ừ. Bỏ tí đường ha, đập nước đá vô. Ngon quá. Còn canh chua cơm mẻ này ngon quá. Còn 5 con cá, 2 cá rảnh với 3 cá mì dinh với còn mấy cá đỏ mang á, hai chồng em bỏ vô luôn. Hôm qua mình hai chồng mình giăng lưới bắt con cá bự ấy, còn mấy con cá đỏ mang bỏ vô, bữa nay bỏ vô nồi canh chua luôn. Tập. Ở sau đây nè, thằng chín đây đó rồi. Rồi cái chuối sáp mà nấu ra nó nhả màu, nó ăn dẻo lắm luôn á. Ngon lắm đó chồng. Dẻo lắm á. Có gì qua chú sáp đây? Chú sáp nó con chua. Đó, đẹp cái sợ không? Dạ, hồi nãy gọt ra nó màu trắng mà nấu xong nó ra màu vàng đẹp ha. Ngon á. Ừ. Ngon á. Ừ. Đậy lại chút nữa đi cho cá nó chín đi. Rồi cả nhà ơi, hai chồng em nồi canh chua cơm mẻ với chú sáp, cá mè dinh với cá dẫm chín này nha. Rồi vợ chồng em mời cả nhà mình cùng ăn cơm nha. Rồi em mời cả nhà ăn cơm với hai chồng em nha. Ăn hưởng chuối nha. Nhìn cái màu chuối là mới thấy ngon quá vậy. Trời chuối ngon quá. Hai chồng em ăn kèm với nước mắm trong. Chuối ngon quá chồng. Chuối ngon. Chuối ngon nhưng mà cá ngon hả? Nhưng mà canh chua ngon hả? Chuối nó dẻo phải không? Dẻo ngon quá trời. Chuối nó dẻo trong vắt luôn. Màu vàng đã không? Mà nấu với cà mẹ vô nó có cái hậu gì ăn ngộ ngộ. À. Ừ nó đã nó dẻo lắm, kỳ lắm. Nó khác khác với mấy món kia. Đó. Cá bự ha, trò trứng nè. Trứng từ lừ luôn. Đẹp quá. Con nhỏ đi. Đó cũng có trứng nữa nè.
Rồi chồng yêu ăn luôn nè. Mấy cái đậu màng qua nó có trứng. Ừ, trứng à. Chấm quết vô cái ha, nước mắm chồng nữa. Ngon. Đã quá. Đã quá. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Ba cái món này thấy nó ngon quá. Em thử miếng chuối em thấy chuối nó ngon hơn. Dẻo. Thơm. Cá nó bè trứng không? À. Con là cũng trứng. Bự. Ừ. Ngon thì có tạo này thì không phải giả đâu. Ngon tạo quá đây là không có gì qua chuối sáp à. Chuối sáp với trái cũng ngon mà cái cây nó ăn cũng ngon. Lá này cũng ngon thấy không? Trời mưa suốt luôn. Mưa nữa đó trời. Này bão ha. À, chỉ có xuồng, có lứ rồi, canh canh nữa rồi xuống giang cái măng thôi chứ không có làm gì được. Nó đã luôn. Có mấy cái dẫm nè, cái dẫm ngon. Con cá bự nè. Đó anh cá này cá gì? Này Vinh. Biết rồi tại hỏi chơi. Trời ơi, con cá gì chạy giận sống gì vậy? Đó đó đó. Thấy không? Chạy thiệt đó luôn á. Anh có cái nào cá giòn không anh? Wow. Mấy cá này mấy cá chạy cao cao như là cá trắng cá trâu rồi nhiều. Giống nhiều cá hoa không? Ừ. Qua là cá chấm cỏ mà mấy loại chạy câu dược dược anh sợ cá chấm cỏ quá. Ừ. Nó chạy nó ăn ba cái lục bình cho đó. Ở đây tới nước gặp là hai chồng mình khỏe rồi đó. Ừ. Đó là mẹ cần nước điềm nhằn nước điềm bữa ta. Không biết là nếu đêm mấy giờ đứng à. Và cá nhiều quá vậy, do nước đêm ngon vậy. Ừ. Rồi, hai chồng em cũng bữa nay đi giăng lưới được 5 con ấy, về nấu canh chua với chuối sáp với cơm mẻ ra nhà. Thì nói chung cũng xong một bữa ăn nha, mà cũng ngon lắm nha cả nhà. Cả nhà không tin cả nhà làm thử thì thiệt quá, cực kỳ ngon luôn nha. À, thì đến đây thì vợ chồng em xin cảm ơn cô chú anh chị Vũ Diễn Giả đã xem hết video của hai chồng em nha. À, xin kính chúc cô chú anh chị Vũ Diễn Giả gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà.